Xin chào các bạn, trong video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cách làm món bắp cải trắng tốt cho sức khỏe, tim mạch và lại ngăn ngừa ung thư rất là hiệu quả các bạn nhé. Các bạn cần chuẩn bị cho mình bắp cải trắng ạ. Tùy theo các bạn ăn nhiều thì mình sẽ dùng nhiều nhé. 2 quả cà chua và mùi hoặc thì là các bạn nhé, tỏi ạ. Rau bắp cải trắng thì các bạn đã biết rằng nó có vị ngọt, thanh, đặc trưng ạ. Nó chứa nhiều chất chống oxy hóa, đặc biệt là tốt cho sức khỏe hải nhân vì nó có chứa chất sulforaphane ạ, là một trong chất có khả năng phá hủy được những tế bào ung thư. Ngoài ra trong bắp cải trắng còn chứa nhiều các vitamin như vitamin A, vitamin C và vitamin P nhé. Theo nghiên cứu thì đã được chứng minh là rằng phụ nữ khi ăn bắp cải khoảng 4 đến 5 bữa bắp cải trong một tuần thì sẽ giúp chúng ta giảm được các nguy cơ mắc về các bệnh như ung thư vú ạ. Sẽ giảm đến 74% nhé. Cùng với đó là đặc biệt ngăn ngừa rất nhiều các bệnh ung thư nguy hiểm khác như thực quản, hay tuyến tiền liệt, hoặc là ung thư dạ dày nhé, hay là đại tràng các bạn ạ. Nên chúng ta có thể ăn 4 đến 5 bữa một tuần nhé, sẽ rất là tốt cho cơ thể của chúng ta. Vì trong bắp cải này các bạn có thể chứa được là làm được rất là nhiều các món ăn nhé. Các bạn có thể xào, nấu hoặc canh hoặc luộc, hoặc là các bạn có thể là mình làm dưa muối. Trong cà chua thì cũng chứa rất nhiều vitamin nhé, vitamin C, vitamin A và các khoáng chất khác các bạn, rất là tốt cho cơ thể, cho nên chúng ta có thể kết hợp vào làm món ăn nhé. Vì bắp cải rất là chậm. Rất là chặt bắp cải nhé. Và bây giờ mình sẽ thái ra. Mình rửa sạch cái phần bắp cải nhé. Các bạn cho mình cái chảo lên bếp và mình cho vào đây dầu ăn ạ. Sau đó thì mình sẽ cho tỏi vào. Khi tỏi thơm, các bạn sẽ cho cà chua vào cho mình. Rồi, chỉ cần cà chua nó và dầu nó mềm ra chút là mình cho cả bắp vào nhé.
Các bạn cho mình vào đây thìa muối ạ. Các bạn thử kiểm tra xem gia vị của mình nhé. Mình cho vào đây ít nước mắm nhé. Bạn nào ăn hạt nêm bột ngọt thì chúng ta có thể cho tùy theo nhé. Đây các bạn sẽ cho vào đây một chút hạt tiêu ạ. Rau thơm mình cũng cho vào. Đảo đều lên là mình có thể cho ra đĩa nhé. Với món ăn này thì tuần chúng ta nên ăn 4 đến 5 bữa. Nó ngăn ngừa ung thư rất là hiệu quả mà lại tốt cho sức khỏe nhé. Mà loại rau rất giàu dinh dưỡng ạ. Mà mua lại vừa rẻ, vừa dễ mua, không khó mua như các loại thực phẩm khác ạ. Các bạn chuẩn bị cái đĩa và mình cho phần rau ra nhé. Rất là ngon và hấp dẫn như thế này với món ăn ngày đông. Như vậy là mình đã chia sẻ với các bạn bắp cải rất là tốt cho sức khỏe mà lại ngăn ngừa được ung thư hiệu quả nhé. Các bạn thích hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh giúp mình ạ. Để xem những video mới nhất của mình nhé. Với những món ăn và là bài thuốc và mà là cách phòng chống bệnh ạ. Là ngon và hấp dẫn như thế này.